Chúng ta nên biết rằng những cái bài pháp thoại về giáo lý đó, nó có thể làm cho chúng ta nặng nề hơn hoặc là nhẹ nhàng hơn. Nếu mà chúng ta học theo cái kiểu chất chứa thêm kiến thức thì mỗi ngày chúng ta sẽ mỗi nặng nề hơn. Và cái phương pháp học đó nó không có được hay. Trái lại, nếu chúng ta học mà chúng ta cảm thấy càng ngày càng nhẹ nhàng hơn thì đó là chúng ta đang đi đúng con đường mà Bụt muốn chúng ta đi. Tại vì chúng ta nghe những cái chúng ta học đó, nó có tác dụng tháo gỡ và phá đổ những cái sự hiểu lầm, những cái sự u mê của chúng ta. Vì vậy cho nên nghe tới đâu, học tới đâu thì chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái tới đó. Và tại vì trong chúng ta nó có rất nhiều cái kẹt, có nhiều cái bí, những cái kẹt và những cái bí đó là do cái vô minh của chúng ta, do những cái thiếu hiểu biết của chúng ta, do những cái tri giác sai lầm của chúng ta. Những cái tri giác sai lầm là luôn luôn nó nặng nề và nó tạo ra những cái kẹt ở trong con người chúng ta, bế tắc. Rồi những cái tri giác sai lầm đó, những bế tắc đó nó lại tạo thêm những cái thành kiến, những cái hiểu lầm, nó làm chúng ta nặng nề quá. Và vì chúng ta bị kẹt, chúng ta nặng nề, cho nên trong đời sống hàng ngày chúng ta khổ đau nhiều và chúng ta gây ra khổ đau cho những người xung quanh. Cho nên học ở đây không có nghĩa là chứa chất thêm những kiến thức để chúng ta càng thêm nặng nề, mà học ở đây là để có một cơ hội cho những cái giáo lý, cho những cái bài giảng nó đi vào trong ta, nó đã phá, nó dọn dẹp. Nó giống như là khi mà trời có tuyết mà có ánh sáng mặt trời lên ấm thì tuyết tan, băng tan. Cho nên khi mà chúng ta nghe một bài giảng, ta học một cái cuốn kinh mà chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn trước, thì tức là chúng ta đã thừa hưởng được từ cái kinh đó.